Xin chào anh em nhé, chào mừng anh em đến với số thứ hai của series chuyện về xe Sau cái video số đầu tiên thì nhiều anh em hỏi tôi là không làm video kiểu kia nữa à Nhưng mà không, tôi vẫn sẽ làm anh em nhé, nhưng nó sẽ xen kẽ với nhau Làm kiểu này thì nó nhẹ nhàng và nó dễ hơn và tôi cũng muốn nhiều video trên kênh hơn Đó, chào mừng anh em đến với số thứ hai. Thì cái video số thứ hai này thì tôi muốn nói về hai ba cái vấn đề Đầu tiên là có nên mua xe điện chạy dịch vụ theo tôi khuyên nhé, anh em nên mua nhưng cái lời khuyên này của tôi nó sẽ không áp dụng mãi mãi vì anh em hiểu vấn nha không có cái miếng bánh nào mà nó thơm mãi cả chúng ta có thể đọc được nghe được nhìn được kết quả của người khác họ kinh doanh chạy dịch vụ bằng xe điện họ có kết quả tốt họ thu hồi vốn nhanh và thậm chí họ có thể làm giàu bằng cái công việc này nhưng chưa chắc nó đã áp dụng của chúng ta một cái sản phẩm dịch vụ như taxi thì thông thường nó sẽ trải qua khoảng 3 giai đoạn đầu tiên là giai đoạn phát triển sau đó bão hòa và đi xuống thì anh em phải xác định được cái thời điểm anh em đầu tư là nó đang ở giai đoạn nào của thị trường nếu anh em đầu tư ở cái giai đoạn mà nó đang phát triển ý, thì anh em có thể kiếm được tiền kiếm được thậm chí là rất nhiều tiền từ nó nhưng nếu anh em không xác định được và đầu tư tù mù thì rất có thể anh em sẽ rơi vào cái giai đoạn thứ hai là giai đoạn bão hòa thì anh em có thể sống lay lát với nó hoặc là nếu nó rơi vào giai đoạn đi xuống thì thậm chí anh em có thể lỗ cái, cái, quan trọng là mình phải biết đầu tư đúng thời điểm Chứ đừng nghe người ta nói người ta thành công thì chưa chắc mình đã thành công Nên anh em cần phải xác định rõ điều đó Theo tôi đánh giá nhé, trong khoảng 3 đến 5 năm tới thì xe điện nó vẫn sẽ phát triển Và anh em vẫn có thể kiếm tiền được từ xe điện Nhưng sau khoảng 5 năm thì anh em nên đánh giá lại Xem nó đang ở giai đoạn nào của thị trường Thì mình mới quyết định đầu tư Thứ hai mà tôi muốn nói đến là chiếc e Scott Derrick Scott uh, là một chiếc xe mà rất nhiều người chê. Chê nó phòng phành, chê nó logo xu, rồi chê nó gian lận. Nhưng mà thực tế là chúng ta thấy là nó bán được rất nhiều. Kể từ khi mở bán khoảng hơn một năm thì bây giờ nó đã bán được hơn 8.000 xe. Nó là một con số ấn tượng. Con xe này nếu mà để nguyên cái giá niêm yết lúc đầu thì nó chắc chắn nó ế. Nhưng mà sau đó Toyota đã giảm giá xuống 650. Và thậm chí bây giờ nhiều đại lý chỉ bán nó với mức giá hơn 600. Hơn 600 nhìn một chút cho một chiếc xe có logo Toyota đại lý bảo dưỡng toàn quốc. Và nó có rất nhiều option, option đầy đủ từ A đến Z. Nó là bản full. Vậy thì có lý do gì để không chọn? Mọi người chê thì cứ chê thôi. Nhưng mà mình thấy hợp lý thì mình vẫn mua thôi. Mình mua mình sử dụng mà mình quan tâm gì người khác nói gì. Con xe tiếp theo mà tôi muốn nói đến là chiếc Lincoln 06. Thực ra là con xe đấy thì có rất nhiều người khen. Khen đủ thứ khen thiết kế đẹp này, khen nhiều option, này, khen uh, khung gầm chắc chắn này, khen nội thất sang này, đó rất nhiều thứ khen. nhưng mà nó là nguồn gốc Trung Quốc. thực ra con xe đấy tôi đánh giá thì nó cũng là một con xe đáng cân nhắc nhưng mà chưa đáng cân nhắc thời điểm này. với cái phong cách khuyên người khác mua xe của tôi, tôi sẽ không bao giờ khuyên người khác đi làm trục bạch cả. thế nên là anh em nên đợi một thời gian nữa xem nó thế nào. Còn hôm nay tôi sẽ nói về cái việc mà nhiều người khen nó đẹp. Thực ra khen nó đẹp ở thời điểm này nhá. Nó quá sớm. Thông thường một chu trình khen đẹp thì nó sẽ rơi vào mấy giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là nhìn nó phải quen mắt đã. Quen mắt xong thì anh em mới có cảm nhận. Cảm nhận xong rồi đến thích. Thích xong rồi anh em mới khen. Chứ nếu mà anh em vừa mới ra mắt xong anh em khen luôn tại vì sao tôi nói cái giai đoạn này vì là con xe này ấy, nó có một cái thiết kế riêng nó không phải là thiết kế đạo nhái nếu mà thiết kế đạo nhái nhá thì anh em có thể khen nó luôn vì nó thoang thoảng đâu đó của những cái chiếc xe mà nó đã làm nên thương hiệu nó đã đẹp rồi thì nó đạo nhái lại thì tất nhiên là dễ thuận mắt hơn và anh em dễ khen hơn nhưng con này nó có thiết kế riêng nếu mà khen bây giờ thì nó quá sớm nếu nó chạy nhanh nhẳng ngoài đường cơ tôi nhìn nó hàng ngày cơ thì đầu tiên tôi sẽ thấy nó quen mắt đã Quen mắt lâu thì tôi sẽ thấy thích Thích trong thì tôi sẽ thấy khen Ví dụ như con Stargazer ấy, Bây giờ tôi thấy nó đẹp dần rồi đấy Cái lúc đầu tiên tôi thấy nó lạ mắt Thì nhiều người đánh giá nó là xấu Nhưng mà bây giờ nhìn ngoài đường nó cũng đâu đến nỗi xấu Nó phải cần có thời gian Còn cái kiểu đẹp lạ thì nó chỉ phục vụ Một vài người thôi Nó không phục vụ cho số đông Thế thôi một vài những cái câu chuyện ngắn Chia sẻ ngắn về những cái mẫu xe trên thị trường Xin chào và hẹn gặp lại mọi người